Hello tất cả các anh em, Thái lại có mặt nữa rồi. Chúc anh em ngày mới luôn tràn đầy năng lượng ha. Thì hôm nay là Thái đi quay video vào buổi tối nha anh em. Thái đang có mặt tại Cầm Đồ Nguyễn Trung, lãi suất thấp 0926559888 anh em. Kế bên Cầm Đồ cũng là shop cá cảnh cá rồng Nguyễn Trung. Đây ha, đây là tiệm cá Cầm Đồ. Hôm trước thì Thái đã quay video cho tất cả các bạn xem rồi. Ở trong cái tiệm Cầm Đồ này có một cái shop cá cảnh của anh Nguyễn Trung. Thái đã trôi ở video trước là có cầm cá không anh, thì anh Trung cũng có cầm cá nữa. Hôm trước là Thái cũng đã qua ngỏ ý là mua những con cá cha mập sọt này, rồi ngân abino này. Anh Trung là anh không có bán cho Thái mọi người. Hôm nay Thái lại có mặt, Thái lại vô và Thái vừa mới tới thôi. Thái sẽ gặp anh Trung và Thái sẽ kêu anh Trung, thuyết phục anh Trung bằng được để bán cho Thái những con cá để Thái ủng hộ cho tiệm cá Cầm Đồ, tiệm cá rồng Cầm Đồ của anh Nguyễn Trung nha. Ok, Thái sẽ tiến vào bên trong nha. Wow, buổi tối thì quay nó cũng hơi đẹp đẹp nha mọi người. Hello con, ba đâu rồi? Ba con đâu? Con là ai? Con là con của Nguyễn Trung hả? Ok, ba con ở trong đó hả? Ok, để chú vô nha, cho chú vô nha. Chú tìm ba con chút xíu. Thái sẽ đi vào bên trong để gặp anh Nguyễn Trung nha mọi người. Anh Trung ơi. Anh Trung. Anh Trung đang nghe điện thoại bên trong nha mọi người. Để chút xíu rồi nghe xong thì Thái sẽ vô ha. Lui lui ra anh em. Trước khi gặp anh Trung thì Thái sẽ tham quan cái khu vực nuôi cá của shop cá cảnh Nguyễn Trung, shop cá cảnh Cầm Đồ trước cho mọi người xem, để coi có những con cá gì mới hay không. Wow, cái hồ trắng trạch ngay chỗ khu vực ở trước shop cá cảnh Nguyễn Trung thì hôm nay là Thái thấy là có một bé rùa mũi heo đã được đem ra ngoài đây rồi mà anh em. Đây ha. Hôm nay thì vào buổi tối Thái đến đây thì Thái sẽ quay cận kẽ hơn, tại vì nó không có bị chói nắng á mọi người. Hôm trước thì Thái qua đây Thái quay, nhưng mà vào buổi trưa thì nó hơi chói nắng nên Thái quay không có kỹ cho mọi người xem được. Trời ơi, bé rùa mũi heo quá chất lừ luôn anh em. Thái sẽ điểm danh cái hồ cá khoảng 2 mét hơn này, trắng chạch ở đằng trước shop cá cảnh Nguyễn Trung cho mọi người xem có những con cá gì ha. Đầu tiên đó chính là bé rùa mũi heo, nãy giờ Thái đã điểm danh rồi. Thứ hai là Thái thấy là có những con cá hoàng bảo yến sọt nha. Đây là những con hoàng bảo yến sọt nha mọi người. Trời ơi, xây thì khoảng bàn tay của Thái có khoảng 1, 2, 3, khoảng 4 bé hoàng bảo yến sọt. Tiếp theo thì Thái sẽ quay cho mọi người xem có một bé huyết đuôi càng khá là đẹp luôn. Hôm trước thì Thái qua đây, con bé huyết này nó vừa mới đem xuống cái hồ nên nó chưa có bung ra. Hôm nay thì Thái thấy là nè, biết múa rồi nè. Rồi màu sắc cũng khá là ok. Tại vì con huyết này là anh Trung ảnh nuôi ở ngoài trời ở trên á, để cho nó đón được cái ánh sáng tự nhiên nên cái màu nó cũng khá là ok nha mọi người. Đây ha. Rồi, thành viên tiếp theo thì Thái thấy là trong cái hồ này có khoảng 1, 2, 3, 4 khoảng 5 bé cha sọt. Đây là những bé là Thái đang me nha. Thái hôm trước là Thái nói mua mà anh Trung 1-2 là không bán cho Thái, nói là nhậu đi rồi mới bán đó mọi người. Đây là 5 bé cha sọt ha. Có bé này sọt khá là ok nè, còn nhỏ nhưng mà nó sọt khá là nhiều anh em thấy không. Đây ha, đây ha. Rồi bé hai bé nhỏ sọt ok nè. Bé bự này thì nó chưa có gãy lắm nha mọi người. Đó, khoảng 1, 2, 3, 4, 5 bé cha sọt, mập sọt đó mọi người. Rồi ở đây thì Thái thấy là có những bé phi phụng khá là lớn ha. Có này là con bé rô báo, xây to, xây sinh sản, cỡ bàn tay nhé. Ở đây thì có một bé kép nè, hai bé kép kinh công nè. Đó, khá là nhiều cá trong cái hồ này. Cho anh em xem nhé. Nhìn rất là tuyệt vời nha mọi người.
đó, huyết nè, hoàng bảo yếu sọt nè, mập sọt nè, phi phụng nè, rùa mũi heo nè, rồi có cả kép kim công này, kép thường này, rô báo này, đó là trong một cái hồ khoảng 2 mét hơn, chấn ở trước cửa hàng của anh Nguyễn Trung, xếp cả cạnh Nguyễn Trung nha. Nãy giờ vô cả buổi rồi chưa thấy chủ shop đâu hết anh em. Đây, hello anh Trung. Nãy giờ em vô nãy giờ rồi mà gặp nhìn như là con trai quý tử của anh Trung, nói ba chồng em xin phép nói em quay á. Dạ lâu anh bắt tay anh Trung cái bữa hứa với lại anh Trung nhớ bữa anh Trung hứa em gì không? Bữa nhớ là bữa em mua cá cái qua anh Trung không có bán em, anh Trung nói là qua nhậu với anh Trung rồi chuẩn bị mồi chưa rồi đây. Thôi em chọc á, em đi xe máy mà em nhậu rồi xíu hồi về thì nói chung là chút hồi bây giờ em hứa với anh nè, giờ anh bán cá cho em đi rồi em khi em mua cá xong em vô em làm với anh một hai lon chơi cho vui được không, tại vì em đi xe máy thì cũng hơi bị nguy hiểm á anh Trung. Thôi làm hai lon xong qua mới bắt nhưng được. Mà bây giờ em làm hai lon rồi em xỉn rồi anh bán giá cao quá thì em đâu có biết được, em tưởng giá rẻ rồi sao, mà bây giờ bán chứ đi rồi vô làm hứa uy tín nhà mày tèo lại hứa là anh bán cá cho em chứ đi em sẽ vô nhậu với anh ok chưa. Thôi hứa bán đó thì thôi chiều dưới con bắt nhậu được. Ê, con huyết này có 1,5 triệu là hả, bắt cho em đi, con này 1,5 triệu một con đúng không, đồng giá hết nguyên cái hồ này đúng không, đồng giá hết nguyên cái hồ đúng không, đồng giá không chứ sao thế thì chết chứ bây giờ là bây giờ làm sao, là bây giờ đồng giá hết chưa. 5 con mập sọt bắt con nào được, 5 con mập sọt là 1,5 triệu một con à. Giá 1,5 triệu một con rồi còn những con còn lại là giá khoảng 2 triệu, còn không nhậu thì 2 triệu một con, không nhậu là 2 triệu một con mà nhậu là 1,5 triệu một con. Ừ đấy. Rồi ok, những con còn lại thì giá bao nhiêu, 2 triệu đúng không, còn cứ bố một lon là trừ 100,000 vậy bây giờ là bởi một lon là trừ 5,000 vậy nếu mà 15 mà... lon là phi luôn. Thì uống 15 nhưng lon là tăng luôn đúng không? Uống 15 lon là phi con cá ở là tăng đấy. Ok nhà này hôm nay thấy đánh liều rồi. Nhưng mà bắt cá xong đi rồi, ví dụ như bây giờ nè, bây giờ á em vô em quay cá cho mọi người xem xong rồi em bắt cá luôn. Ví dụ như là vô em nhậu với anh á, em ví dụ nè, bây giờ em vô em nhậu với anh, ví dụ như em uống được 10 lon thì em đưa 500 đúng không? Ví dụ như em uống 5 lon thì em đưa 1 triệu chẳng hạn vậy đúng không? Ok chưa? Thì giờ bắt trước đúng không? Dạ em qua anh đi giới thiệu coi nay có cá gì ok không, em chưa quay gì hết, anh chưa gì vô bắt cá rồi anh Trung. Anh Trung hiền quá mọi người. Cá hả? Cá thì... Dạ hôm nay thì em thấy là hình như là vẫn cập nhật lại cho mọi người ha. Đây là có bé Thanh Long. Thì Thanh Long này là anh bán giá bao nhiêu cho mọi người anh Trung? 3 triệu 3 triệu ha. Đây có một bé Thanh Long nha anh em. Giá thì anh Trung đưa ra là 3 triệu nha. Size 40. Size 40 nha mọi người. Còn tay chân trong phi đây thì... ở dưới đây thì anh Trung á có 3 con cá tay tượng châu Phi xây bàn tay hơn bàn tay thì giá bao nhiêu anh Trung? 700,000 một bé, có 3 bé nha anh em, có thể set up một hồ cộng đồng lớn cũng khá là tuyệt vời ha, tay tượng Amino vàng nha mọi người. Ở bên này thì ta thấy là có một con bé là ngân sọt tôm đuôi tôm, nhưng mà nó bị bệnh đúng không anh? Nó bệnh, hết bệnh rồi. Mới hết rồi. Hết bệnh rồi ha, nhưng mà bình thường chưa ta? Nó bơi hơi bị nghiêng tí, bơi hơi bị nghiêng. Con cá này mình ra giá bao nhiêu? Bán 5 triệu. 5 triệu. 5 triệu là hôm nay là em phải nhậu 50 lon. 50 lon. Thôi em bỏ, khó quá bỏ qua đi. 5 triệu cho một bé ngân Albino sọt đuôi tôm như thế này nha, còn hơi nghiêng nghiêng một chút xíu. Bệnh tật khỏe rồi. Bệnh tật khỏe rồi. Ăn khỏe mạnh hết. Nói chung là mình có sao mình nói vậy anh ha. Bệnh tật khỏe rồi thì mình nói cho anh em nghe là như vậy. Ở dưới đây thì ta thấy là có rất là nhiều ngân Albino. Hàm cá mập. Hàm cá mập. Size 30-32. Size 30-32 rồi. Thì giá này là mình ra cho mọi người là tầm bao nhiêu anh Trung? 1,5 triệu đến 1,7 triệu cho anh em chơi ha. Thấy là thấy để thấy mè con nào ta? Thấy mè con nào đi. Mè con này nè. Cái đầu nè anh em xem cái đầu nó nè. Rồi ok. Rất là ngầu luôn ấy. Đây nè mọi người thấy mè con này ha. Rồi tí chưa?
15 lon. Con này là 15 lon nha anh em. Đó. Lon nha. 1,5 triệu đến 1,7 triệu ha anh. Còn 2 lon thì tí là phải trả tiền. Rồi. Thái cập nhật sơ rồi, Thái sẽ bắt đầu mua cá để ủng hộ cho shop cá của anh Nguyễn Trung nha. Bà xã. Vâng. Dạ. Còn đây ở đây là... là 2 bách ha anh. Cái này là 2 bách. 2 bách này giá mình ra bao nhiêu anh Trung? 3,5 triệu. Ở đây có con hay bách xây khoảng 40, anh Trung ra với giá là 3,5 triệu nha. Anh em nào quan tâm thì anh em có thể ra để nhìn tận mắt rồi đón về nha. Rồi, Thái sẽ xuống dưới này thì ta thấy là có khá là nhiều kép đỏ, kép vàng. Dạ. Kép này thì xây 3-4 ngón. Giá xá các kép này thì mình ra bao nhiêu làm phụ kiện cho anh em chơi anh Trung? 350 đến 400 ngàn một con cá kép phụ kiện ha, xây khoảng 3 ngón hơn, 4 ngón như thế này. Còn khoảng 5, 6 con kép đỏ với lại rất là nhiều kép vàng nha mọi người. Đó. Dạ. Đấy. Rồi, Thái sẽ bắt đầu qua khu vực đằng trước đi. Hôm nay buổi tối quay đẹp anh Trung. Hôm bữa em vô buổi trưa nó hơi bị chói anh Trung ha. Đây thì con huyết. Huyết này thì xây chắc khoảng 55 không anh? Tầm đấy, 55-60. Con huyết này là mình cho chia sẻ cho anh em thì giá tầm khoảng bao nhiêu? Con này bây giờ nó rơi vào tầm khoảng tầm gần 40. 40 củ khoai. Dạ. Yeah. Con này là ngân thường ha. Ngân thường. Dạ. Còn kép đỏ. Hai kép đỏ này thì 450-500 gì đúng không? Đúng, 3-400 giống. 3-400 giống bên kia. Ok ha. Đây là đang bật đèn trắng. Đang bật đèn trắng ha. Rồi. Bên này thì cũng có một bé này cũng đuôi càng luôn ha anh. Giá bé này bữa là em nhớ là hình như là 12 hả? 12-13 triệu gì đó. Càng dài miên man qua hậu môn. Càng dài miên man qua hậu môn. Bên này thì có hai bé huyết nhí nè. Hai bé huyết nhí thì hình như là bữa là 12. Sai 2 tạ. 12 không anh? Không, cái này dưới 10 triệu. Dưới 10 triệu ha. Có hai bé huyết nhí nha. Chip giết đồ này nọ đầy đủ anh Trung nha. Đầy đủ hết. Dạ, giấy tờ đầy đủ ha. Dưới 10. Dạ. Rồi. À dưới đây có nữa ha. Này là size 30. Dạ. Mà nó lên cam nha. Ồ, size 30 là lên cam hai bên cam lè luôn, ở lên màu trên vảy luôn rồi nè. Lên hết vảy rồi. Wow, con này thì tầm bao nhiêu anh? 15 không? Không. Khoảng bao nhiêu? Trên 10 xíu. Tầm 11 triệu. Trên 10 chút xíu hả? Em tủ lượng của em đâu có uống được 100 lon bia đâu anh Trung. Anh chơi gì? Phải chi anh nói một lon 50 thì ok anh Trung nha. anh Trung anh hiền lắm anh em, anh cứ cười hoài à. Bởi vậy Thái cứ qua Thái phá hoài à. Nhưng mà hôm nay là ý định của Thái là qua cập nhật sơ những con cá có tại shop cá Nguyễn Trung thôi nha. Mục đích chính của Thái là Thái qua Thái mua cá ủng hộ nha mọi người. Này là kinh sọt. Đây có con kinh sọt nữa anh. 20. Hơi chói nha mọi người. Chói hả? Dạ, tay dạ. Quá, anh em thấy chưa? Bọt nhiều, ra đây con. Kính sọt này là 20 triệu anh Trung? 20. Dạ. Lên hết má rồi. Dạ. 20 là em phải uống 200 lon. À, anh Trung à. 200 lon cho uống trà góp. Cho uống trà. Anh Trung này anh vui rồi, cho uống trà góp luôn. Rồi Thái đã cập nhật phía bên này rồi. À đằng đây Thái thấy có một số cá hổ xây to lắm anh em, xây gấp mấy lần hai cái bàn tay của Thái luôn nè. Đây có hổ nha. Cho uống trà góp. Hổ này là hổ gì anh Trung? Hổ để anh Trung mình bật đèn lên này Thái quay cho mọi người xem nhé. Wow, đẹp. Hổ này là hổ gì anh? Hổ gì đó anh? Ba vạch. Hổ ba vạch ha.
Thì mấy con hổ cho choi cỡ này thì giá bằng tay cỡ này thì giá tầm bao nhiêu? 2,5 triệu, con hổ to kia nó 4 triệu. À mấy con nhỏ đây là 2,5 triệu nha. Còn con này là 4 triệu. Dạ, 2,5 triệu. Thôi hỏi thiệt chứ chiều giờ có nhậu không? Thấy mặt hơi đỏ đỏ nè. Đường thùng à? Đường thùng hả? Trời ơi anh em. Đó, anh đã được thùng rồi. Anh cười hoài luôn. Rồi thôi để em chuẩn bị quay bên trong bên trong nhà mình, cái hồ đó mình có thay đổi gì đặc biệt nữa không anh Trung? Có gì mới không? Có con đuôi càng mới về này. À có con đuôi càng mới về. Thái sẽ đi vô khu vực nhà của anh Trung để Thái quay cho mọi người xem. Anh Trung nói là có một bé đuôi càng mới về. Thì dạ. Thái thì Thái quay vào buổi tối mà Thái quay điện thoại anh em nó hơi mờ một chút xíu, anh em xem cái gì thông tạo cảm cho Thái nhé. Con đau kiếm mới về đấy. Đây Thái sẽ lấy nét cho anh em xem. Trời ơi trời, đau kiếm hả? Sụp. Anh mới về hôm nào? Mới về chiều nay. Trời ơi có cái càng kìa. Đuôi to anh, được cái đuôi. Đau kiếm. Dạ. Xây này chắc xây 30 hơn anh. 3 năm 40. Nhưng mà cái màu nó con này nè phải 40. Dạ, nhưng mà cái màu nó sao em chưa thấy nó lên ta? Chưa. Dạ, mình phải về mình phải phơi lại, phơi ngoài trời lại ha. Là mình về mình ấy. Vánh dạ. Đèn hoặc là cho phơi nắng. Dạ. Con này thì tầm cao không anh? Giá cao không? Tầm 4x. 4x ha. Đè nè. Càng bao ra luôn. Dạ. Ôi cái bộ đuôi đã quá anh Trung ha. Ừ anh em xem nè, tầm 4 mét ha. 4 mét. Sùng rất sùng. Vừa về xong anh. Vừa về bỏ vô luôn á anh. Bỏ lúc 2 giờ chiều này. 2 giờ chiều ha. Rồi, trong cái hồ bự bên trong mình có cái con gì đặc biệt nữa không anh Trung? Chưa. Vậy đem vô em cho mọi người. Nhiều khi tất cả các bạn chưa theo dõi video Thái qua bên shop cạnh Nguyễn Trung Thái quay á, thì Thái cũng sẽ cập nhật lại cái hồ này luôn á. Thì ở trong cái hồ này á thì có hai bé hổ vạch nè. Dạ. Này là một bé Sam. Sam này là lách đêm anh ha. Ừ, Sam toàn trộm luôn. Cái con này chắc giá trị nó hơi cao không? Hơn 10 triệu. Dạ. Tại vì nó bông kín hai bên luôn. Dạ. Hơn 10 triệu ha. Còn con này thì nó này rẻ gấp đôi bên kia. Con này thì nó khoảng 5 triệu. Ví dụ con này 10 năm thì con này 7. Dạ, rồi con này là okay. Albino. Albino. Albino này thì tầm cao không anh? Con này nó size 27, 28 thì nó khoảng tầm 2 triệu. Còn con này nó size khoảng 20 thì 12 triệu. Size 20 thì tầm 12 triệu, còn size 78 thì tầm 20 nha anh em. Ở đây thì thấy là những có Sam này, còn rồi có mập sọt này size to này. Size 35. Rồi có một bé phi phụng sọt. Phi phụng sọt này chắc giá cao nhỉ? 5 triệu. 5 triệu một con bé phi phụng sọt. Nhìn thấy thôi nhưng bắt ra nó to còn bắt ra. Dạ, nhìn vậy thôi chứ nó to á. Trong hồ. Dạ, dạ đúng rồi anh. Nhìn vậy thôi chứ con phi phụng to cả bàn tay. To còn bàn tay. Cái con mập sọt này chắc em nghĩ chắc phải 2,5 triệu không? 2,5 triệu. 3 triệu ha. Một cái nhân vật khá là dữ dằn ở trên đây mà em nghĩ là con cá này chắc anh nuôi khá là lâu và theo anh Trung lâu lắm rồi. Đầu tay của anh luôn ha. Đây là bán con cá. Bán mấy lần mà không được thì thôi. Bối full anh ha. Quá tăng ba bận. Bán mấy lần rồi mà không được. Mình để mình trắng chạch luôn anh Trung. Dạ. Thì thôi để nó xây xây này chắc phải xây 60. 60. Full lưng không anh? Chưa được. Chưa phun lắm ha. Tại vì hồi xưa là nuôi từ bé lúc là đèn xuân men đông ấy. À, một anh nuôi từ bé là xe nhỏ luôn á hả? Ừ, từ size 26. Nay là bao nhiêu năm rồi ta? Từ năm 2019. Năm 2019 ha. Đến năm 2022 thì bắt đầu mới quay cái đèn là may in. Dạ. Chứ trước là chỉ một đèn là xuân men đông. Nuôi khá là lâu nha anh em, cái con bé cá bói này là anh Trung nuôi đầu tay luôn á mọi người. 4 năm. Dạ. Rất quý á. Nó hơi chói nên đôi lúc thì Thái phải lấy nét lại để cho tất cả các bạn nhìn thấy được những bé cá trong cái hồ này. Cái hồ này chắc khoảng 1m9, 2m nha anh em. Rồi, thôi Thái sẽ bắt đầu theo anh Trung.
À, tắt đèn rồi. À, anh em thấy chưa? Giờ mới thấy rằng cặn kẽ này. Wow. Rất là đẹp nha mọi người. Qua wow, anh Trung cái nhìn mấy cái hồ cá của anh Trung cái em mê quá. Anh Trung. Dọn nhà qua đây ở luôn hả? Nuôi em nổi không? Em tốn bia lắm á. Thôi, mình ra ngoài kia em sẽ vô bán nhà chính coi như là lời em đã hứa. Thì em sẽ mua cá trước thì em sẽ ở lại đây uống với anh Trung cho vui một lon thôi nha. Tại em cũng không nhậu được anh Trung. Đôi lúc là em không phải là đôi lúc em hay đi làm video á mà em nhậu xong cái em sợ em nói tầm bậy. Cá chiều rưỡi thì uống 15 lon. Em tủ lượng em có 2 lon mà anh kêu em uống 15 lon. Ủa em chưa chốt mà sao lấy bịch rồi? À. Biết em mua con nào? Không, cái này là sẽ tặng Thái một con, còn Thái mua 2 con. Là sao ta? Là tặng nữa hả? Không, em hôm nay là em nói là em không lấy. Bữa anh đã tặng cho em rồi thì hôm nay là em nói là em qua đây em mua thôi. Tự nhiên cái lại mấy mọi người lại kêu em là cứ không ủng hộ shop mới thay trương rồi cứ qua là cứ tặng ngoài thì em kỳ. Hồi bữa em đòi mua. Người ta bảo là mua 1 tặng 2, bây giờ là mua 2 tặng 1. Thế bây giờ em mua 2 con mập sọt tặng em con huyết long được. Không, hôm nay thì hôm nay Thái cũng lại hơi tăng động một chút xíu nhưng mà thôi anh bán cho em được không? Em thấy có một con cá. Em thích con nào? Em đầu tiên là em muốn mua một con ngân long. Rồi. Con ngân long ở đây là anh bán tầm 1,5 triệu hả? Ngân long 1,5 triệu giờ cho em chọn thích con nào anh bóc con đấy. Dạ dạ, anh ngồi chọn với em được không? Không, cho em chọn đi, anh chọn xấu bắt đầu về đèn. Đây ha, đây là ngân long nè, xây khoảng tầm 30 rồi. Nhưng mà cái mấy con ngân long nhà em á là xây tầm khoảng độ 20 22 thì những con cá này nó có cắn không anh Trung nhỉ? Nên xui. Dạ. Anh em thấy không, những con ngân long của anh Trung á có mấy con nó vàng úm luôn nè. Cái đầu nó nhìn khá là ngầu nè, thấy đó, thấy me hằng quỷ trong đó đó anh em thấy không? Quay ở trên vàng. Dạ. Để em thấy quay ở trên cho mọi người xem nè. Đẹp lắm anh Trung. Tuyệt vời luôn anh Trung. Đó. Ngầu không anh? Nè. Không. Con này nè anh em. Đó, em mua nào em cứ lựa đi, cho em lựa em bốc. Em thì em mê hai con vàng ướm này thôi. Con này nè, con này với lại thằng vàng này nè. Để cái con này thì dạ anh cứ lấy bọc. Dạ. Để hôm nay thì Thái là dạ. Là để anh lấy bọc mà anh hút nước. Dạ dạ dạ, lấy bọc để hút nước. Hôm nay thì Thái coi như là để hứa với đại tất cả các bạn đang theo dõi trên kênh Thái Salem Vlog và hứa với anh Trung ha. Thì anh Trung nói là hôm bữa là qua cứ 1-2 không bán cho Thái. Thì hôm nay là Thái quyết tâm là qua đây ráng uống với lại anh Trung một lon bia đi ha. Rồi Thái sẽ mua được những con cá tại tiệm cá Nguyễn Trung. Đâu phải mua cá ở súp cá tiệm cá Nguyễn Trung ở 128 Mã Lò của anh Nguyễn Trung là dễ đâu mọi người. Dạ, lỡ mấy anh em mà vô đây mua cá mà mấy anh em không biết nhậu làm sao mua được. Anh Trung, em hỏi nè, cái này hơi căng nha. Em hỏi nè, lỡ mấy anh em mà đâu có biết uống bia mà anh cứ vô nói không bán, uống bia mới được bán thì làm sao mình bán được cá? Thì lúc đấy thì thôi mình không giảm giá. À, không giảm giá đúng không? Ừ. Nhậu giao lưu thì mình mến xong mình mới giảm giá chẳng hạn. Trời ơi. Thấy lại cho anh Trung tiếp rồi. Là anh Trung cũng là một người anh khá là hiền. Các bạn tự xem video các bạn tự cảm nhận về anh Trung nhé. Rồi. Bán gì đam mê. Ồ, ghê chưa, anh Trung sẽ bắt đầu chọn ha. Để hình như là cái con bé này bỏ vô ấy nha, xong tí mình vớt con nào nha, thả xuống. Là sao anh? Khỏi luôn. Dạ. Đấy rồi. Là sao con nào thì vọt cái là xong. Vọt luôn hả? Khỏi lùa hả? Khỏi lùa. Trời ơi. Ơi huyết lùa thì cái này khỏi lùa. Dạ dạ, cái này khỏi lùa đi, lấy vợt đi. Đây là con trai của anh Trung nè, con. Nãy vô em không thấy anh là em xin phép nó em vô đó. Con anh đúng không? Dạ. Rồi. À, anh Trung em là me con này nè. Thằng này với lại cái thằng dạ. Với lại thằng vàng nhỏ nhỏ này.
Con nào trước? Con này đúng không? Con này đi. Con này đi anh Trung ơi. Vàng lắm, nó vàng tươi luôn anh Trung ha. Đó, cái con đó đó. Con xin ra ngoài. Con này cũng được, con này đi. Con này đi. Con đó không có duyên thì mình vớt con này. 1,5 triệu nha anh em. Đây là một con bé 1,5 triệu nha. Đây, ô lại ơi, huyết long nó mới vớt bằng cái kia, còn anh Trung cái này anh Trung chơi bằng vợt luôn. Trời ơi. Ôi đẹp quá anh Trung. Rồi, con nào nữa? 15 lon hả? 15 lon đấy, con này. Trời ơi, 15 lon. Bạn nào mà uống 15 lon qua tôi tặng. Rau à, nói lại bà nào uống 15 lon qua tôi tặng một con. Trời ơi, em có mấy người bạn uống bia dữ lắm. Ôi chết mẹ. Trời ơi. Kéo nhảy. Vui rồi, giờ mình đóng cái này lại ha anh Trung nha. Thôi anh nói như vậy anh không sợ lên kênh của Thái Salem Vlog hả anh? Tí nữa là xếp hàng này, uống 15 lon mình nhập bia là thôi. Trời ơi, anh em nói thiệt với anh luôn, anh không sợ, anh dám nói như vậy là anh không sợ luôn hả anh Trung? Tại vì á, kênh Thái Salem Vlog á, em là có mấy người, mấy anh em là diệt cọp ghê lắm. Mà mấy anh em mà qua đây mà bắt cọp đúng không? Dạ đúng rồi. Mà anh kêu là cứ 15 lon qua gặp anh là nhận cá là kiểu này là chết rồi. Kiểu này là chết, là chủ cá bị là mờ mắt thôi. Dạ, thì em sẽ giật cái tích trong cái đoạn video này là shop cá cảnh cầm đồ Nguyễn Trung ở 128 Mã Lò, quận Bình Tân. Hôm nay có một dịch vụ nữa, anh em nào mà uống bia tốt thì cứ 15 lon là một con cá, một lon là 100.000 là anh phá sản luôn nha anh Trung nha. Luôn á. Dạ đúng rồi. Ưu tiên thôi đúng không anh? Ưu tiên vài người thôi anh Trung ha. Mình phải nói là như thế anh Trung ha. Dạ. Xong mình đóng tiệm luôn chết. Dạ dạ. À, đối với Thái Salem thì 15, đối với mọi người thì 25 đi, đâu hay uống 25. 25 uống đâu nổi anh, một mình mà quất hơn cả một thùng bia sao chịu nổi. Anh Trung ha. Anh xui á. Anh Trung á mọi người, hôm trước video trước thì Thái đã quay cho anh em xem rồi, anh Trung có một cái hầm rượu phía bên trong nhà anh em. Đó, nghe nói là anh Trung có một cái hầm rượu là ngâm rất là nhiều nhân sâm rồi này nọ này kia các kiểu, là anh em biết là cái tủ lượng của anh Trung khá là ok rồi. Anh em nào mà cứ giao lưu tình cảm gì đó thì cứ qua đây, anh Trung rất là dễ thương nha. Để đồng ngư qua đây giao lưu. Đồng ngư do đây qua đây giao lưu ha. Dạ. Cái đồng dâm này không giao lưu nha. Con này là 1,5 chai đúng không? Hả? Dạ, con này 1,5 chai đúng không? 15 lon. Thôi, em nói em uống một lon cho vui thôi, em mua em ủng hộ cho anh, em uống không nổi đâu tại vì em còn về Thủ Đức khá là xa anh Trung. Tí nữa em uống. Thông cảm cho em đi thì bữa nào mà em khỏe khỏe em ra em diệt anh luôn. Nha. Ok nha anh Trung nha. Không mà nói thiệt là anh xỉn là anh uống bao nhiêu lon? Chưa biết à. Chưa biết được hả? Tùy tâm. Tùy hứng. Mà đó giờ có bao giờ xỉn chưa? Có chứ. Vậy hả? Có xỉn rồi nha anh em. Uống bia rượu mà không xỉn là bia rượu rẻ. Dạ. Trời ơi đó. Cột cá đúng là dân đam mê cá, cột cá nó khác với dân bán cá chuyên nghiệp nha anh em. Anh Trung ánh cười kìa. Anh Trung ha. Nói chung đó là cái tiệm cá ở 128 đúng không anh? 128 Mã Lò, quận Bình Tân của tiệm cá Rồng, tiệm cá Cảnh Phụ Kiện luôn. Nguyễn Trung thì bán là đa số là anh Trung anh đam mê ấy mọi người. Anh đam mê rồi ảnh vừa cầm đồ nè. Trong lúc cái công việc thì nó hơi có tẻ nhạt một chút xíu thì anh đam mê, anh lấy cái thú đam mê cá của mình ra để anh mở thêm bán cá giao lưu với anh em, chủ yếu là giao lưu với anh em đó, nên anh rất là dễ thương, nói chung là dễ thương đó. Cột cá xong tí về chết anh gì chưa gì bán cá gì mà cột cá cho người ta mà kêu đòi về chết là sao anh Trung? Mà cột cái giật cái là lên là ok rồi. Lên hả? Là nó... Sao mà chưa gì mà anh hù em mà cột cá về mà trời trời. Chiều thì thôi. Dạ chiều thôi anh Dung nha. Okay. Dạ. 1,5 chai 15 lon ha. Chưa tới một thùng. Chắc em phải kiếm hơn một thùng quá. À, anh lấy gì nữa vậy? Em còn mua nữa. Không, bỏ này. Dạ dạ dạ. Ok. Dạ dạ dạ. Ok nha anh em, Thái đã nãy giờ cho Choi nói chuyện với anh Trung cho nó không khí bây giờ nó hơi vui một chút xíu thì Thái đã mua một con cá ngân Abino hàm cá mập
thì giá là 1,5 chai. Thái sẽ quyết định mua thêm nữa, tại vì anh em biết rồi, Thái đã vừa đón một cái hồ công nghệ, thì Thái mua làm sao để Thái ok trong cái hồ công nghệ đó, để Thái niêm phong cái hồ công nghệ đó. Hôm nay là Thái qua đây Thái mua một số cá là nó sẽ ok trong cái hồ công nghệ của Thái luôn rồi đó mọi người, có nghĩa là Thái niêm phong luôn đó. Kết thúc cho chuỗi video sắm hồ công nghệ và đón những bé cá, những bé bét cá có mặt trong hồ công nghệ ha, từ shop cá của anh Nguyễn Trung, thì Thái sẽ quyết định mua thêm nữa. Hồi nãy là anh nói là mập, anh Trung, 4-5 con mập sọt trong này là đồng giá 1,5 triệu, còn những con khác bơi xung quanh là giá 2 triệu. Chị em có thể anh vớt cho em con rùa 2 triệu được không? Hả? Không được. Vậy sao nãy anh nói còn lại 2 triệu? Đâu có đâu. Vậy giờ sao? Lỡ, hồi nay lỡ. Lỡ hả? Đồng giá mập cái mập sọt là 1,5 triệu. Độc mộc đồng giá luôn, nhỏ lớn gì cũng vậy. Ừ, lớn nhỏ. Dạ. Nhưng mà em lại thích hai con nhỏ. Thì vậy em cứ chỉ điểm đi. Dạ em thích một bé này, Thái sẽ mua thêm hai bé mập sọt tại shop cá cảnh Nguyễn Trung nữa nha mọi người. Thì Thái thấy là có con bé này nè, tuy nó nhỏ nhưng mà nó khá là vuông góc. Đây nè anh Trung. Pha phu. Dạ nó pha phu nhá. Còn này nó là kinh sọt thôi. Con lớn kia thì nó cũng phá thế thôi, nó lớn nhưng mà nó kinh sọt ha anh Trung. Không nhưng mà cũng được á chứ. À cái đuôi nó đang hơi bị đỏ đỏ một chút xíu. Trời ơi bé rùa mũi heo nè. Dạ nó bị con rùa này nó dí nữa. Dí nó đỏ đuôi. Dạ. Mà bình thường nếu mà nước tốt là nhìn mấy cái viền dạ. Trong suốt á. Dạ. Là nước tốt. Dạ. Vậy em lấy thằng này đi anh. Thằng sọt nhiều nè. Nó sọt lắm nha anh em. Tại vì anh em chơi mập sọt là nó phải vuông nha. Nó phải vuông thì nó mới đẹp được. Thái theo Thái là như vậy. Không biết là anh em chơi như thế nào thì Thái thấy là tuy nó to nhưng mà nó chưa có vuông lắm thì Thái chọn thằng bé này với giá 1,5 chai, xây khoảng gần cả gan tay hơn nha nè, xây cả gan ha, 1,5 chai nữa là 3 chai. Thái sẽ chọn hai bé mập luôn nha mọi người. Tổng chi phí thiệt hại là khoảng 4,5 chai, 4,5 triệu, 4,5 triệu thì trung bình ra là khoảng gần 2 thùng nha anh em. anh Trung 2 thùng 4,5 triệu là 2 thùng, 4,5 triệu đúng không? Dạ. Thì tí nữa vào kia mà nhậu thì cứ một lon mình trừ đi 100 nghìn. Dạ. Giờ vậy Thái cố gắng thấy uống được 5 lon là Thái vui rồi anh em. 5 lon thì còn 4 triệu ha. Đấy. Dạ. Tháng này uống bao nhiêu uống dạ. Cứ tính bằng lon. Dạ. Anh Trung anh hiền quá. Bây giờ là anh Nguyễn Trung sẽ lựa những bé mập sọt mà Thái chỉ định nha. Con vuông góc kia đó. Con vuông góc nào anh? Con nhỏ anh. Dạ để anh xem. Con đầu vàng vàng đó anh. Con đầu vàng vàng này nè. Dạ dạ đúng rồi. Vuông không ta? Nó cũng không vuông lắm à, nhưng mà thôi quá tuyệt vời rồi. Đầu vàng đây có một, dạ đúng rồi, hoặc cái con kế bên luôn, con gãy đó cũng được, con gãy đó cũng được, con nhỏ này nè, đó hơi ốm một chút xíu cũng được nữa, không sao cả. Dạ quan trọng là có bắt được không. Rồi ok, một bé nha, bé nhỏ nhất bầy nhưng mà nó lại sọt nhiều anh Trung ha. Đấy em mà chút ô dạ. Đây một bé này đó, sọt nha anh em, mập sọt nha, 1,5 chai nha mọi người nè, rất là đẹp nha. Ok chưa anh em? Rồi anh Nguyễn Trung sẽ bắt đầu vớt cho Thái một con thứ hai nhé. Con nó sọt không anh? Pha phu không? Pha phu thôi hả? Kinh sọt đây hả? Con lấy con màu cam đi. Rồi, bé thứ hai nha. Rất đại luôn anh em ơi. Đây, bé thứ hai này. Ô, là trời, dũ. Đây là bé thứ hai nha. Pha phu nha anh em. Rất là đẹp nha. Đó.
hai bé cha mọc sọt ha, và một bé ngân đó, hàm cá mập. Sẵn đây thì anh Trung có cho cá trong hai cái hồ kiến lớn nó ăn á, thì Thái sẽ quay cho mọi người xem luôn coi anh Trung cho những con cá ăn cái gì và cái cách ăn của những bé cá trong những cái hồ cá công nghệ lớn của anh Trung là như thế nào. Đó, đây hả anh Trung? Ủa, đây là cá gì nhỉ? Hả? Đây là cá gì? Cá chích hả anh? Dạ, cá chích là mình phi lê ra như thế này nha mọi người. Đó, đây là những con cá phi lê nhỏ như thế này. À, khẩu phần ăn của những bé cá trong những hồ cá công nghệ của anh Trung nhé. Nè con, thấy đưa thử thấy chiêu ngươi đó nè mọi người. hai bé mập thấy nè. Nè con, đó, thấy chiêu ngươi đó nè. Ồ ôi, nè. Đây là bé bói lớn nha. Đẹp ghê nè ha, nhìn rất là chiêu, rất là đã luôn. Cho ăn chưa anh Trung? Rồi, mình có cho ăn từ từ không hay là mình đổ hết nguyên tô vô luôn anh? Đây ha. Ây, rớt xuống nè. À, bỏ xuống như vậy luôn hả? Ừ, bỏ. À, nó ăn nè. Ôi ơi, bè mập ba ăn nè. Chụp hết. Mập sọt hả? Dạ, từ từ anh, để em quay cho mọi người xem nó ăn xong cái này rồi cái mình ra ăn trước, mình cho ăn. Ờ, là mấy bé Sam bự này nó cũng ăn gì luôn hả? Nó cũng ăn cái này luôn hả anh? Ờ, Sam nó ăn này nó phát triển sai nhanh. À, này là sâu. Sâu này cho cá rồng. Rồng nó ăn. Còn rớt xuống dưới thì bọn kia nó lượm. Rồi cái nước như thế này thì nó có mấy cái dơ dơ như thế này nó xử lý nhanh không ta? Có, tí nữa phi phụ nó mút cái hai là xong, nó sẽ hút xuống nọc nạch xong hết. Dạ dạ. Ồ, nó ăn nè. Mấy con Sam thì nó ăn thì thấy quay thì nó hơi khó, tại nó ăn nó cứ che che cái miệng nó phía dưới mình khó thấy. Là nó đây. Chụp hết. Dạ, đó, cái mập sọt nó chụp kìa. Một ngày là một buổi chiều là mình cho ăn một cử vậy ha anh Trung nhỉ? Ừ, một ngày một cử. Dạ. Đây là Thái quay xa ra cho mọi người xem nhé. Đó. Này hết nhả. Hết nhả con này là ăn một ngày là một lần ăn nó khoảng tầm 10 con nhái. Con này hả anh? 10 con nhái. Trời trời. Nay cho ăn sâu đỡ ha. Mấy con hổ nó cũng ăn cá phi lê đó luôn hả anh? Ừ, nó ăn luôn đó. Dọn sạch sẽ. Cái này nó khoảng tầm 10 phút sau là sạch sẽ. Dạ, 10 phút sau thì nó hốc xuống lọc hết ha. Không, 10 phút sau là bọt này nó sạch sẽ hết. À, nó lụm sạch hết luôn hả? Nó lụm sạch hết. Còn mấy cái tơ này thì phi phụng nó lụm. À, phi phụng lụm, mấy cái nhuyễn đó phi phụng lụm hết. Nó cứ ồ một tí. Dạ, rồi, mình ra hồ trước ha anh Trung nha. Đủ chưa? Hồ này đủ chưa ta? À, cái xô dạ, cho em rùa, cho dạ. Rùa nó ăn. Ủa, con rùa đó em nhớ nó ăn chay mà ta. Ừ, nó ăn mấy cái này. Ủa, nó ăn luôn hả ta? Dữ thiệt. Rồi, hôm nay thì quay cho mọi người xem anh Trung ảnh cho hai cái hồ cá lớn thôi nha mọi người. Ăn đẹp quá, mấy cái hồ cá nhà anh Trung đẹp quá, thấy muốn quay cận kẽ cho mọi người xem luôn. Đây ha. Rồi, Thái sẽ quay như thế này cho mọi người xem dễ hơn. Thái quay ở trong. Dạ, quay ở trong ha anh. Nó không bị phản. Dạ, nó không bị phản đúng không? À, đúng rồi. Ờ, ở đây thấy rõ hơn nha anh em. Wow, đẹp chưa? Nó ăn kìa, ý da mấy con da mập nó ăn kìa, nó hút kìa. Con này là con vàng bảo yến nó ăn. Đấy. Trời ơi, quá đẹp luôn mọi người. Nhìn phê chưa? Nè, Thái sẽ quay về tổng thể cho mọi người xem tụi nó ăn nhé. Dạ dạ, à, bé rùa này nó ăn thịt luôn, nó không ăn chay luôn. Tại vì em nhớ là rùa mũi heo thường thường là nó ăn rau củ quả không à anh Trung? Dạ, à, nó ăn nè, để hai coi nó lụm cục thịt nè. Dạ.
Đó anh em xem kìa, trời ơi cute dở lắm mọi người. Chủ nhà không ăn chay thì nghe là rùa nó không ăn chay. Chủ nhà ăn chay quá mẹ, chủ nhà ăn mặn quá hả? Trời ơi đẹp quá anh em. Dạ bạn là... anh khu vực anh còn phòng nhà anh còn trống phòng không anh em, dọn một mình chiếu gói qua em ở luôn anh Trung ơi. Đó vì sao mà thấy ghiền nha anh em. Đó thấy qua mấy anh em mà chơi cá mà có những cái hồ như thế này á, thấy mê quá, thấy ghiền quá. Mấy anh em mấy bữa nay là chắc trên YouTube là hay comment cho nói là thấy bị ghiền rồi. Đó bởi vậy là cứ đón cá rồi chi tiền này là này kia các kiểu. Nhưng mà thật sự ra là không phải vậy anh em, bị ghiền thiệt. Nè đó, cha mập thì nãy 5 con, thấy bắt hết 2 bé nhỏ rồi. Đó còn được có 2 bé lớn thôi. Đây là mấy cái bé này là cái bé Hoàng Bảo Yến sọt nè anh em. Giá nó cũng khá là cao, 4-5 triệu một con á. Mà xây cũng bằng tay như thế này. Đó, bỏ vô nó dọn sạch sẽ luôn. Con huyết của anh Nguyễn Trung hôm nay là ok lắm nha mọi người. Nay thấy nó múa càng ok này rồi này kia, dáng bơi nữa nè. Anh Trung anh đang cho những bé hổ ăn trước nữa kìa anh em. Đấy. Đã quá. Cái hồ này là 2 mét hơn lận Thái, mai mốt là Thái. Nói chung là từ từ đi anh em. Đó, có một cái điều kiện nào nữa Thái sẽ sắm với một cái hồ công nghệ to, thật là to, khoảng 2 mét mấy 3 mét nữa, bự hơn cái hồ công nghệ Thái vừa sắm luôn, để Thái nuôi một cái hồ cá, tiễn từng con cá, xây khủng 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 như thế này, để về setup từ con một bỏ vô hồ cho tất cả các bạn xem luôn, cho nó đã đến mức độ nào ha. Đó, rất là đã luôn. Để Thái ra ngoài trước ha, để coi thấy coi con rùa này nó lủm cục thịt cái nữa rồi Thái ra trước Thái quay cho mọi người xem. Ô oh, nó lủm cục thịt rồi, để Thái qua đây rồi. Trời ơi trời, cute, hai cái mũi nó như mũi heo anh em, nên ta gọi nó rùa mũi heo nhé, cưng lắm mọi người. Cho hết mấy bé này ăn luôn hả anh Trung? Tối mình cho ăn. Những cái con xây nhí như thế này anh cho ăn nhiều không? Và khoảng bao nhiêu con sâu gạo lớn vậy? Chắc chục con. Chục con rồi hả? Mà tối cho ăn thôi, thường ngày nhiều khi anh em chốt đơn là mình ra nó không bị khói. Dạ. Thấy không? Ăn xong. Dạ. Đưa ăn nhiều hết. Dạ. Hôm nay là Thái qua đây là cũng hơi trễ và anh em giờ khoảng 9-10 giờ đêm rồi. Đó, nên anh Trung cũng cho ăn rồi Thái cũng tận mắt quay được cho mọi người xem những con cá tại shop cá cạnh Nguyễn Trung vào buổi tối nó đẹp lung linh như thế nào và cho ăn nó phê như thế nào nữa. Một lần nữa thì Thái cảm ơn anh Trung rồi anh em mình sẽ bắt đầu vô ha. Tiếp tục cuộc hành trình là diệt một lon cọp. Nãy giờ chưa diệt được một lon cọp nào nha anh em. Vô gán diệt một lon cọp thì Thái sẽ quay về nhà rồi Thái setup những bọc cá như thế này. Đấy, những bọc cá hai bé mập sọt và một bé ngân amino ha. Ok nha mọi người, và bây giờ thì hai anh em mình sẽ vào trong để chuẩn bị sọt một lon bia ha. Dạ. Ok nha anh em, đừng quên màn hình về tới nhà Thái sẽ quay tiếp cho tất cả các bạn xem nha. Ok, let's go. Như vậy là Thái đã quay trở về nhà rồi mọi người. Trên xe Thái đó chính là ba thành viên máy tanh, một bé ngân long và hai bé mập sọt nha. Thái vừa mua ở shop cá Nguyễn Trung ở 128 đường Mã Lò, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Thái sẽ show lại cho mọi người xem, đây chính là chiếc hồ công nghệ của Thái ha. Đó, có rất là nhiều thành viên trong đây rồi. Hôm nay Thái tiễn thêm 3 thành viên này nữa là 3 thành viên cuối cùng cho chiếc hồ công nghệ của Thái nha. Ok, Thái sẽ bắt đầu bỏ thành viên đầu tiên, cái bịch cá đầu tiên vào trong cái hồ, để Thái ngâm cho nhiệt độ trong bịch bằng với lại nhiệt độ trong hồ cá của Thái. Khoảng 30 phút Thái sẽ bắt đầu cho những thành viên này vào trong hồ công nghệ, rồi Thái sẽ quay tất tần tật cho tất cả các bạn xem và cùng với Thái ngắm những bé cá trong hồ của Thái nha. Tiếp theo thì Thái sẽ cho cái bịch cá thứ hai, đó chính là hai con cá cha sọt body hay còn gọi là mập sọt nha anh em. Hai con này thì xây tầm khoảng 20 thôi, chưa gì mà tông đòi ra với lại ngôi nhà của Thái Salem Vlog rồi anh em. Đây là toàn cảnh cái hồ công nghệ của Thái nha. Có rất là nhiều cá ngân amino,
Trong đây thì có 5 con cá ngân albino của anh Hoàng Mạnh Long đã gửi tặng cho Thái nè. Hôm nay thì Thái đón thêm một bé ngân nữa là 6 con nha mọi người. Và có thêm 2 bé cha sọt nữa. Ok, như vậy là sau 30 phút rồi, bây giờ Thái sẽ bắt đầu cho những thành viên này về với lại hồ mới, ngôi nhà mới. Thái sẽ lên vlog nha. Ok, Thái sẽ cho nó vô một ít nước nè. Rồi Thái sẽ tự động cho nó bơi ra ngoài hồ luôn nha anh em. Đây chính là bé ngân albino hàm cá mập. Thái mua 1.500.000 đồng tại shop cá cảnh Nguyễn Trung 128 Mã Lò, quận Bình Tân ha. Về với ngôi nhà mới, về với Thái Slam Vlog. Tổng cộng là Thái có 6 bé ngân albino rồi nha anh em. Ngủ rồi, chắc là lục. Ngủ lông, lục lông nha anh em. Và đây chính là 2 bé cá sa sọt body ha. Thái cũng sẽ cho nó ra hồ luôn nha mọi người. Hai bé cha này tuy nó nhỏ nhưng mà Thái thấy là bên cái hồ cá của anh Nguyễn Trung thì hai bé này nó sọt body khá là nhiều. Nó gãy á anh em. Một bé đã ra rồi nè. Để Thái quay cho mọi người xem nó ở đây ha. Đấy, nhìn rất là cute, rất là mũm mĩm, rất là đáng yêu luôn em. Nhìn những cái con sọt body á, mình thấy nó có một khúc mà nó rất là đẹp. Rồi Thái sẽ cho bé thứ hai ha. Rồi, như vậy là 3 thành viên mới đã về với lại chiếc hồ công nghệ của Thái cũng như là ngôi nhà của Thái Salem Vlog. Thái sẽ cho mọi người xem dung nhan những bé cá có trong hồ cũng như là mời các bạn ngắm cá này. Rồi Thái cũng sẽ điểm danh ha. Rồi Thái sẽ điểm danh nha. Đầu tiên thì Thái sẽ cho mọi người xem là con bé cá ngân long mới về. Ngân long hàm cá mập nha anh em. Rồi tiếp theo thì có thêm 5 bé ngân long của anh Hoàng Mạnh Long gửi tặng cho Thái nữa. Là trong hồ này có 6 bé ngân long, có 2 bé cha sọt body Thái vừa thả vô. Ở phía sau trong kia thì có một bé chạch lửa Thái đã mua bên cá cảnh Sài Gòn ở đường Trường Chinh đó anh em. Con bé này thì thường thường là tối nó mới chui ra, nó kiếm mồi nó ăn. Nó đi kiếm sâu, nó kiếm ở dưới đáy mọi người. Đấy. Rồi nó ăn xong á, khi mà nó kiếm ăn xong á thì nó sẽ chui vào cái hang của nó. Thái sẽ quay cho mọi người xem coi nó chui vào cái hang của nó như thế nào nha. Rồi nó vòng qua nè. Rồi nó sẽ ôm lên gốc cây và nó chui vào cái lỗ này. Cái lỗ hốc trong gốc cây này chính là ngôi nhà của nó nha anh em. Đó, đây là 2 bé cha sọt nè. Rồi Thái còn có 6 bé tai tượng albino xây nhỏ nữa. Rồi 2 bé phát tài này. Rồi có một bé củ sừng xây 45 này. Rồi có thêm một bé hồng vĩ mỏ vịt xây khoảng xây 20 này. Đó, rất là nhiều. Trong đây thì còn có một con cá lóc pháo hoa nữa anh em. Đó, nói chung là cái hồ này tổng cộng phải trên 20 thành viên rồi mọi người. 20 thành viên trong cái hồ công nghệ 1m55. Thì hôm nay là Thái chắc chắn là Thái cũng sẽ chốt những thành viên trong cái hồ này. Vì Thái thấy là số lượng cũng là khá là đông rồi đó anh em. Đấy. Còn bây giờ thì Thái sẽ mời tất cả các bạn cùng chill với Thái, cùng uống một ly cà phê, rồi bắt cái ghế ngồi nè, ngắm những con cá bơi trong hồ. Đó, cảm giác trên cả tuyệt vời, thật là chill luôn, thật là giảm stress vô cùng. Anh em xem nè, Thái sẽ quay toàn thể tất cả những con cá có mặt trong hồ cá công nghệ của Thái nha. Nhìn ngắm chúng bơi lượn như thế nào. Đấy. Rất là chill nha mọi người. Nhiều khi á, Thái ngồi trước hồ cá, Thái ngồi khoảng 1 đến 2 tiếng luôn. Thái ngắm tụi nó bơi qua bơi lại, bơi qua bơi lại mà Thái ngồi hoài luôn mọi người. Giống như là mình bị tự kỷ vậy. Nhưng mà không phải đâu anh em, Thái nhìn như vậy á, Thái cảm thấy là Thái rất là, thứ nhất là Thái giảm chết nè. Thứ hai là Thái yêu đời hơn, phấn khởi hơn, thỏa được cái đam mê của mình. Mặc dù là hơi tốn kém một chút xíu nhưng mà đã chịu chơi rồi anh em thì chơi luôn. Đúng không mọi người? Thái hy vọng là video này sẽ mang đến những cái điều thú vị, những phút giải trí thật là ok cho tất cả các bạn luôn. Một lần nữa thì Thái cảm ơn rất là nhiều. Thời gian qua anh em luôn yêu thương, luôn động viên Thái, luôn đồng hành cùng Thái, không bao giờ bỏ Thái luôn, để là một động lực thật là lớn để Thái tiếp thêm sức mạnh anh em. Video của Thái cũng khá là dài rồi. Thái cảm ơn tất cả các bạn đã dành 50 phút, một thời gian khá là dài để theo dõi video của Thái Salem Vlog. Đừng quên đăng ký kênh, ủng hộ cho Thái, làm động lực cho Thái nữa nha. Còn bây giờ thì Thái chúc sức khỏe, chúc bình an, chúc những điều tốt lành nhất đến với tất cả mọi người. Thái xin chào và hẹn gặp lại. Ok nha.